Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người, mình là Khánh ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái đề tài mà mình nghĩ là chắc là mọi người cũng rất là ít quan tâm đến khi mà đầu tư một cái bộ dàn karaoke. Đó chính là hệ thống tiêu âm, tán âm hay là cách âm nữa. Vấn đề đặt ra là câu hỏi là cái nếu mà đầu tư một cái hệ thống tiêu tán âm như vậy thì có tốn chi phí hay không? Rồi nếu như phòng mình như thế thì có cần đầu tư hay không? Rồi khi nào thì nên cần đầu tư, thì trong clip này mình sẽ làm rõ những cái vấn đề đó để mọi người có thể hiểu được và mọi người đã đưa ra cái quyết định cho mình nha. Bắt đầu thôi. Rồi, hệ thống tiêu âm là gì? Thật ra tiêu âm tức là có hay còn gọi là hút âm đi ha. Thì hút âm tức là khi mà có một cái âm thanh, nếu mà mình ví dụ như một cái bức tường đi, bức tường hoặc là bức kính, nó sẽ không có tiêu âm tán âm gì trong đó. Thì khi âm thanh đi thẳng vào thì nó sẽ dội ra một cái góc cố định theo đúng cái hướng mà âm thanh đi vào đó. Chẳng hạn như âm thanh đi góc 90 độ vào thì âm thanh nó sẽ dội ra với một cái lượng là âm thanh gần như gần bằng cái lượng âm thanh đặt vào. Đó, thì còn nếu mà còn khi mình đã xài một cái hệ thống tiêu âm rồi á thì nó sẽ làm suy hao, làm giảm cái lượng âm thanh bật lại. Đó, mọi người tưởng tượng giùm mình nha. Nó sẽ làm giảm cái lượng âm thanh bật lại. Tức là làm sao? Có nghĩa là nó sẽ làm giảm tạp âm đó. Chẳng hạn như một cái âm thanh từ một cái loa đi ra vào tai mình, đụng vô tường và ngược lại nữa. Nếu mà phía sau lưng mình này không có một cái gì tiêu âm lại, giảm mất âm thanh, thì cái âm thanh đúng cái âm thanh vừa nghe xong nó sẽ dội tường bật lại, là mình vừa nghe cái tiếng âm thanh từ loa ra và mình vừa nghe tiếng âm thanh dội lại luôn. Đó, nghe rất là khó chịu. Cái đó là hệ thống tiêu âm. Tán âm thì cũng vậy thôi, tán âm cũng không khác gì hết. Tán âm chẳng qua là nó sẽ không triệt tiêu cái âm đó, cái âm dội lại đó, mà nó sẽ cho cái âm dội lại đó đi sang một hướng khác, nó không vô cái tai mình nữa. Chẳng hạn như nó sẽ định hướng qua trái qua phải gì đó, làm sao nó không ảnh hưởng đến tai mình, thì đó gọi là hệ thống tán âm. Và tán âm và tiêu âm á, nó sẽ đi chung với nhau, nó sẽ không có đi riêng đó, để cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Rồi, một ví dụ cụ thể cho cái hệ thống tiêu âm và tán âm nhá. Cái này là tán âm, cái này được làm bằng gỗ thông nè, thì như mọi người thấy là nó sẽ có các cạnh góc này, nó đa hướng như thế này. Thì khi âm thanh dội vô như thế này, nó sẽ tán ra một góc khác chứ nó không như mặt phẳng. Đó, nó sẽ tán ra góc khác, nó không ảnh hưởng đến tai mình. Đó, này là tán âm. Còn cái như thế này là tiêu âm nè. Thì cái này mà nảy như thế này nè, mà nó không bằng phẳng á, nó như một lớp lông á, nó mềm á, thì cái này nó sẽ hút âm rất là tốt. Cái này là tiêu âm. Rồi ha. Đó. Cái tiêu âm này nó rất là nhiều vật liệu nha mọi người, chứ nó không chỉ riêng cái này, nó rất là nhiều màu, nhiều vật liệu. Thậm chí có thể là những cái bức tranh trên lụa, rồi mọi người thích cái tranh nào mọi người in ra phía ngoài, rồi bên trong mình sẽ nhét bông tiêu âm. Cái đó nó như một cái sản phẩm gọi là trang trí trong nhà luôn, nhưng thực chất nó là để làm một hệ thống tiêu âm đó. Nên là mọi người đừng tưởng là hệ thống tiêu âm thì nó phải hơi xù xì một xíu nha. Hệ thống tiêu âm bây giờ nó rất là đẹp, rất là thẩm mỹ, mà nó trông như một vật trang trí ở nhà mình luôn ạ. Ngoài ra nữa thì còn một cái hệ thống nữa là hệ thống cách âm. Cách âm thì khác nha. Cách âm tức là sao? Tức là làm sao cho âm thanh từ trong phòng mình nó không bị lọt ra ngoài, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh, ví dụ như lắp ở đó thì không ảnh hưởng đến lầu, ví dụ lắp ở tầng trệt thì không ảnh hưởng đến lầu 1, lầu 2, hoặc lắp dưới hầm thì không ảnh hưởng đến lầu trệt. Đó, thì đó gọi là hệ thống cách âm. Cách âm thì nó nhiều thứ lắm. Cách âm thì nó phải liên quan đến cửa nè, liên quan đến vật liệu, thường là phải xây dạch cấp vô á, dạch cấp vô tầm 10-15 xăng, xong rồi bên trong nhét bông tiêu âm này kia nữa, thì nó mới triệt tiêu được hết toàn bộ cái âm mà trong cái phòng nó phát sinh ra. Đó, thì những cái phòng karaoke bây giờ á, thì người ta sẽ xài cả ba hệ thống luôn, đó là hệ thống tán âm, hệ thống tiêu âm và hệ thống cách âm luôn. Đó, thì lúc đó thì mọi người vô trải nghiệm thì cái phòng này phòng kia nó sẽ không ảnh hưởng đến nhau, tiếng nhạc phòng này không ảnh hưởng đến tiếng nhạc phòng kia. Khi mà lắp đặt hệ thống tiêu âm tán âm như thế á, thì nó có làm âm thanh của mình đang có hay hơn không? Thì câu trả lời là có nha. Thì nếu mà mình lắp một hệ thống tiêu tán âm nó chuẩn, nó đúng, thì âm thanh sẽ đi trực tiếp vào tai mình và mình sẽ không nghe được cái âm thanh dội lại, hoặc là nó triệt tiêu một phần nào đi để nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm âm thanh của mình. Thường thì nó sẽ tăng coi như một bộ dàn cho mình tầm 10 điểm đi ha. Thì nếu mà mình lắp một bộ dàn mà không có tiêu tán âm thì nó chỉ rơi được khoảng 7 điểm thôi. Nhưng mà nếu mà có tiêu tán âm chuẩn á, thì nó sẽ rơi vào 10 điểm. Đó, nên là cái hệ thống tiêu tán âm thật ra rất là quan trọng trong cái bộ dàn âm thanh nói chung. Thật ra thì cái này nó bên hi-fi hay end thì chắc là mọi người, nếu mà mọi người có chơi hi-fi hay end á, thì cái này nó sẽ rất là nhiều. Vì gần như anh chị nào mà có sử dụng dàn hi-fi hay end thì bắt buộc phải xây phòng, bắt buộc phải xây một cái hệ thống tiêu tán âm chuẩn.
có được qua tư vấn này kia thì nó mới ra đúng được hết cái chất loa. Chứ còn nếu mà mua một cặp loa xong mà nghe nhạc mà không có tiêu gắn âm thì coi như bỏ luôn cặp loa đó. Đó, vì nhưng mà karaoke bên mình thì ít, karaoke cái ngành karaoke của mình thì ít cái làm hệ thống đó. Nên là mình muốn chia sẻ cho mọi người cái phần cái sự quan trọng của cái phần tiêu tán âm này. Nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào mình cũng đầu tư được cái hệ thống tiêu tán âm như thế. Thì thế thì làm cách nào mà mình vừa có thể tận dụng cái khuôn viên nhà mình mà mình không phải đầu tư, muốn đầu tư nhiều á, thì cái này cũng đơn giản thôi mọi người. Ví dụ như mọi người lắp trong phòng khách đi ha, thì mọi người chọn cho mình các vật liệu mà nó không phải là mặt phẳng. Chẳng hạn như ghế sofa đi, ghế sofa mọi người mà mọi người chọn bằng ghế sofa bằng da mà da bóng loáng luôn á, thì cái đó nó sẽ hơi dội âm một xíu. Nhưng mà nếu mà da mà da lộn ấy, hoặc là vải nể như thế này á, thì nó sẽ tiêu âm tương đối á. Đó, đó là một cái. Rồi dưới sàn, chẳng hạn như dưới sàn của mình không có lót thảm gì hết trơn á, mình để phẳng một nền gạch không á, thì chắc chắn nó sẽ bị dội âm. Còn nếu mà mình ngay chỗ mình ngồi mình có lót thêm một tấm thảm nữa cơ, thì âm thanh có dù cho nó có đập xuống đất đi á, thì nó cũng bị tiêu âm bớt rồi. Chủ yếu nó thảm sẽ làm chị đau tâm súc rất là nhiều. Thì đó là những cái vật liệu. Hoặc là ví dụ sau lưng mình đi ha, sau lưng mình chẳng hạn như là thường những khách có hàng sau lưng mình là làm kính hoặc làm tường rất là phẳng đó, thì thường những với cái những trường hợp như thế thì mọi người có thể làm một bức tranh vải hoặc là một bức tranh sơn mài gì đó, nó không phải là một mặt phẳng, không phải là một tranh gương nha chị mọi người, không phải là một cái tranh mà nó ốp gương luôn nha, ốp kính thôi nha, ốp kính, tranh ốp kính nó coi như là vô tác dụng. Cái tranh phải là tranh kiểu tranh sơn mài á, mà nó có sần sùi, một cái độ sần sùi nhất định á, thì lúc đó nó sẽ giúp mọi người tiêu tán âm luôn. Đó, thế là vật liệu của mọi người sử dụng trong nhà nó cũng đã góp phần tiêu tán âm rồi, chứ không phải riêng gì những vật liệu mà mọi người đầu tư một hệ thống. Rồi còn một số gia đình mọi người á, hay thấy ở căn hộ hay có á, là cái vách mọi người xài là vách kính. Nếu mà trong phòng mình mọi người xài vách kính quá nhiều á, thì chắc chắn là không thể dán cái gì lên đó được rồi. Không phải làm hệ thống tiêu âm tán âm rồi á, thì mọi người giúp mình á, làm rèm cho mình nha. Làm rèm, rèm càng dày càng tốt. Có nghĩa là khi mà mình hát á, mình kéo cái rèm á, thì nó sẽ tránh cái phản xạ âm thanh ở gương. Bởi vì gương á, nó phản xạ âm thanh rất là ghê. Coi như là mọi người cho âm thanh dồn 100 nó ra 100 luôn. Mọi người nó dội âm khủng khiếp lắm. Nên là tụi mình đi lắp mà tụi mình thấy phòng kính là mình sợ lắm. Là tụi mình phải tư vấn cho khách luôn là anh ơi anh làm rèm đi, anh chị ơi anh làm rèm đi. Rèm dày xíu để cho nó hút bớt âm á, nó đỡ dội âm á. Vì đó cũng là một phương án để mọi người tham khảo ha. Một ví dụ khá là cụ thể cho cái vấn đề tiêu tán âm nó có ảnh hưởng đến dàn karaoke của mình không á. Thì cái này thực tế mình trải nghiệm nha. Như với những khách hàng mà đến với Thiên Vũ á, nhiều khi khách hàng đến Thiên Vũ, khách hàng nghe bộ dàn xong rồi khách hàng ưng ý quá, khách hàng lấy nguyên một cái bộ dàn đó đúng cái lớp đó luôn, về nhà lắp ở nhà mình thì nó lại kiểu như nó chỉ 1/8, 1/10 so với khi nghe Thiên Vũ thôi. Thì nhiều khách rất là thắc mắc hỏi tại sao lại là như vậy. Thì thực tế thì mình cũng chia sẻ cho mọi người á, là ngay tại showroom của Thiên Vũ thì các anh em kỹ thuật cũng đã nghiên cứu cái phần tiêu tán âm này rồi và cũng đã lắp một phần trong đó rồi. Thì nếu mà mọi người có để ý thì mọi người có thể thấy là ghế của Thiên Vũ sang xài là một ghế vải, nó tiêu âm khá tốt. Đằng sau lưng mọi người là một cái tấm vải này nha, đó nó cũng làm tiêu âm nha. Chứ bên mình làm rất ít là làm đồ sẵn. Dưới chân lúc nào cũng có thảm, trên trần thì tí bạn coi phim xem mọi người thấy là trên trần mình có rất là nhiều mút ở các góc để cho tránh những cái tiếng hum để bát đó. Nên là không gian bên mình đang làm ra là không gian chuẩn, nên cho để tiết nhạc, để trải nghiệm âm thanh, để mọi người trải nghiệm toàn bộ 100% cái chất âm của một cái loa. Nhưng mà đương nhiên khi về nhà mọi người thì mọi người không có làm những cái hệ thống tiêu âm giống như tụi mình được ở đây được, nên là sẽ âm thanh nó sẽ bị suy hao đi một xíu đó. Vậy thôi, hy vọng những chia sẻ vừa rồi có thể giúp cho mọi người hiểu thêm được những cái tác động mà của phòng, của không gian lắp đặt âm thanh á, nó sẽ ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh của mình. Thì nếu mọi người thấy nội dung mình chia sẻ hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha, để mình có nhiều động lực hơn để mình có thể ra nhiều clip hơn trong thời gian tới. Thì mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.